chính giữa là phần bếp. Mặc dù cấu trúc này đơn giản nhưng thiết kế rất thông minh, hoạt động khéo léo và cao cấp như vậy, thời gian làm không phải 3 năm rưỡi. Tuyệt đối không thể làm điều đó một cách suôn sẻ được. Nếu bạn cũng có những kỹ năng như vậy, sau đó bạn chắc chắn có thể tìm được một công việc tốt trên 58.com. Tiếp theo, chúng tôi bắt đầu xây dựng kết cấu tầng 2. Về cơ bản hoạt động tương tự như lớp đầu tiên, chỉ cần làm theo cách tương tự. Nhưng nó sẽ thu hẹp khoảng cách của một viên gạch vào bên trong, làm cho các lớp mô hình của nó trông khác biệt hơn. Đồng thời, một lần nữa lấy ra khung đã chuẩn bị trước, cố định lên trên. Đây là vị trí của lối vào củi. Tiếp tục xếp gạch dọc theo khung. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một khoảng trống cần được dành trước ở phía sau để sửa một đoạn ống bị cong, làm một giao diện cho ống khói bên ngoài. Sau đó, một bức tường chắn được xây dựng ở cả hai bên, nền tảng mở rộng bề mặt của nó và chờ không khí. Sau khi sấy khô và đông đặc trong không khí tự